Và trước tình hình cháy nổ gia tăng trong những ngày gần đây, thì trong ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng đang tiến hành kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn của thành phố này. Mục đích là nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sơ hở, thiếu sót, hướng dẫn chủ cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau khi cùng lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở karaoke của mình, đại diện cơ sở này mới biết tình trạng thực tế hệ thống phòng cháy chữa cháy cả 5 tầng lầu không như những gì từng suy đoán. Sau buổi kiểm tra thực tế như thế này thì chính xác là mình cảm giác là bản thân mình cũng sẽ tự ý thức cao hơn nữa và luôn là thực tiễn hơn nữa, thay vì là mình cứ nghĩ nó là như thế. Đấy, ví dụ như là khởi động cái hệ thống chuông nhấn mà để báo động cho toàn bộ mọi người. Đấy, còn ở các công tác như là phát hiện cháy hoặc là cứu nạn tại chỗ hoặc là các bình chữa cháy lưu động thì mình cũng sẽ rút kinh nghiệm thêm. Ghi nhận của phóng viên trong buổi sáng nay tại một trong năm chi nhánh karaoke tên tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, với tình huống giả định xảy ra sự cố trong một phòng hát bất kỳ thì hệ thống báo khói, báo nhiệt đã hoạt động trơn tru ngay khi được kích hoạt. Theo đại diện cơ sở này cho biết, thường xuyên kiểm tra tình trạng thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng như thường xuyên nâng cao kỹ năng ứng phó tình huống cho tất cả nhân viên. Nếu giả sử có sự cố cháy nổ xảy ra, tôi ưu tiên cho cái việc tách ra làm hai top. Một top sẽ tập trung vào cái việc mà dập tắt đám cháy, khống chế đám cháy. Còn một top khác là cái top rất quan trọng là hướng dẫn để đảm bảo rằng đưa tất cả các khách hàng ra ngoài một cách an toàn nhất và nhanh nhất có thể. Cho đến thời điểm hiện nay, tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương đã triển khai toàn diện các nội dung theo kế hoạch số 3564 ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Công an thành phố về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố. Dù đã hết hạn giải ngân gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ cuối tháng 8, thế nhưng tính đến nay đã có 41 trên 60 tỉnh đã hoàn thành giải ngân, 6 tỉnh tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80%. Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, cụ thể các địa phương đã phê duyệt hồ sơ hơn 5 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,6 ngàn tỷ đồng, chiếm 96,6% số hồ sơ đề nghị, thực hiện chi trả cho hơn 4,6 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,1 ngàn tỷ đồng, đạt 86% số hồ sơ đã được phê duyệt. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp do có số lượng hồ sơ đề nghị lớn như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hưng Yên, Hải Phòng. Lý giải nguyên nhân các địa phương chậm giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt trong việc triển khai chính sách. Việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách vẫn còn chậm, công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ kịp thời, trình tự thủ tục thực hiện đã được đơn giản quá, nhưng quá trình thực hiện phát sinh thêm các giấy tờ gây kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ. Một số doanh nghiệp cung cấp thông tin chưa chính xác nên khi cơ quan chức năng thẩm định, phát hiện, gửi lại doanh nghiệp yêu cầu hoàn chỉnh lại hồ sơ. Một số hồ sơ đã phê duyệt chuyển kinh phí nhưng do sai số tài khoản nên đã chuyển trả lại. Tổng cục Hải quan cho biết thời gian qua tình hình buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra phức tạp trên các tuyến hàng không, đường bộ. Đối với tuyến đường bộ, các đối tượng đã lợi dụng việc đưa hàng hóa quá cảnh từ các khu vực cảng biển, sân bay gửi kho ngoại quan, sau đó làm thủ tục xuất đi Campuchia hay qua nước thứ ba, dùng mọi thủ thuật quay vòng, cắt chì đánh cháo hàng để đưa hàng vào nội địa tiêu thụ. Cùng với đó, các đối tượng thường lợi dụng việc miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại. Lũy kế đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số là 10.700 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 4.168 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước đạt 241,240 tỷ đồng. Các cơ quan hải quan khởi tố 31 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 83 vụ. Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, ngành hải quan đang triển khai xây dựng quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải quan và Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng công an và hải quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.
Thưa quý vị, với phương châm tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của chính mình và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người dân, trẻ em, học sinh cần được tiêm vaccine đúng lịch đủ liều. Đây cũng chính là thông điệp được Bộ Y tế đưa ra tại lễ phát động hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, vui Trung thu và tụ trường an toàn diễn ra trong sáng nay tại Vĩnh Phúc. Đã từng mắc COVID-19 và cũng đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine. Thế nhưng hôm nay, các em học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc tiếp tục được tiêm các mũi tăng cường. Các em đều tin rằng việc tiêm mũi tăng cường rất có ích cho bản thân và cộng đồng. Em đã từng mắc COVID-19 trước khi thi và em cảm thấy cái việc mà tiêm COVID-19 ở tại trường như này rất có ích cho những cái bạn học sinh mà có thể bảo vệ các bạn học sinh khi quay trở lại trường và tránh để các bạn truyền nhiễm cho những bạn khác ạ. Và đây là lần tiêm thứ 3 thì em cảm thấy yên tâm hơn vì tiêm vaccine sẽ giúp cho mình chống dịch COVID, đảm bảo an toàn khi đến trường và cho cả gia đình và bạn bè xung quanh. Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết hiện tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 của địa phương các liều cơ bản đối với nhóm từ 12 tuổi trở lên đã đạt 100%, các mũi tiêm nhắc lại và bổ sung đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm ở nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp do tâm lý e ngại và chủ quan của nhiều bậc cha mẹ. Sau khi mà các cháu bị nhiễm nhỉ, thì có lẽ và chúng tôi cũng phỏng vấn để cho rằng cha mẹ học sinh và ngay kể cả học sinh thấy rằng mình đã nhiễm rồi thấy không phải là bị nặng lắm, làm cho là cha mẹ học sinh và chính các cháu là tự thấy là chủ quan cho những cái mũi tiếp theo. Với chủ đề vui Trung thu và tự trường an toàn, Bộ Y tế hy vọng tất cả các ông bố bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm vaccine COVID-19 nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc tiêm vaccine vì chính sự an toàn của trẻ khi đi học trở lại, đồng thời khẳng định vaccine đảm bảo an toàn tiêm cho mọi đối tượng. Vaccine phòng COVID-19 vẫn là cái biện pháp mà hữu hiệu và là biện pháp chiến lược để phòng chống dịch, kể cả đối với biến chủng mới thì Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng tiếp tục khẳng định là vaccine vẫn có hiệu quả. Vì vậy là các cái quý vị phụ huynh nên yên tâm và đưa con em mình đi tiêm chủng đúng lịch đủ liều để bảo vệ sức khỏe cho con em cũng như là để đảm bảo cho các cháu được đến trường an toàn. Việt Nam đã làm rất tốt công tác tiêm chủng với tỷ lệ tiêm thuộc hàng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, ở nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm vẫn còn thấp và cần phải được đẩy mạnh trong thời gian tới. Các bằng chứng khoa học đều khẳng định vaccine an toàn và có hiệu quả trong việc giảm tử vong và bệnh nặng. Điều quan trọng là các bậc cha mẹ nên ưu tiên tiêm đầy đủ vaccine cho con để trẻ được đến trường an toàn. Thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 6 tháng 9, tổng số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là khoảng 15,8 triệu liều, trong đó mũi 1 đạt 85%, mũi 2 mới đạt gần 56%. Nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi có tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 53,9%. Đây là hai nhóm đối tượng cần phải đẩy mạnh tiêm chủng trong thời gian tới.